Thời gian qua, trên mạng xã hội giao bán rất nhiều các combo du lịch, bao gồm cả vé máy bay lẫn dịch vụ ở các khách sạn hạng sang. Lợi dụng tâm lý ham giá rẻ của khách hàng, không ít công ty du lịch ma đã lừa đảo chiếm đoạt tiền rồi bỏ trốn. Chị Hồng Vân là một trong số những nạn nhân của vụ lừa đảo đặt chỗ du lịch đang gây xôn xao những ngày gần đây. Bỏ ra 7 triệu đồng để đặt vé nghỉ mát cho gia đình từ hội bán combo du lịch trên Facebook. Nhưng đến ngày khởi hành thì chị Vân không thể liên hệ được với người bán dịch vụ cho mình. Cũng vì là thấy là giá vé rẻ, cho nên là cũng chủ quan, cho nên là đã không tìm hiểu kỹ hơn và chuyển tiền luôn cho đối tượng. Sau khi mà đăng cái nội dung câu chuyện của mình lửa trên mạng ấy, thì mình thấy là có 3 nạn nhân, cũng là như tôi cũng bị đối tượng đó lừa. Tôi đã từng đặt các dịch vụ du lịch qua mạng, qua những cái bạn ở trên Facebook. Thì khi mà tôi ra sân bay, tôi lại bị delay. Tôi đến khách sạn thì cái hình ảnh của khách sạn nó lại không giống với thực tế. Tự nhiên là mình bỏ một cái số tiền lớn ra mà sử dụng dịch vụ nó lại không xứng đáng với cả số tiền mình bỏ ra. Theo bà Nguyễn Đoan Trang, giám đốc một công ty du lịch có hơn 20 năm kinh nghiệm về lữ hành, hoạt động lừa đảo này không mới, nhưng thời gian gần đây có gia tăng khi thanh toán điện tử ngày càng phát triển và ăn theo các chính sách kích cầu du lịch. Đối với người làm du lịch lâu năm, đối với một công ty lâu năm như VTTC Travel hơn 24 năm, thì tôi nghĩ rằng nếu như mà những cái hãng lữ hành mà cứ giảm dịch vụ, giảm giá tour và giảm dịch vụ, thì đương nhiên là chất lượng sẽ không được tốt. Và như các cụ vẫn thường nói thì tiền nào của đấy. Như cái vụ mà lừa đảo vừa rồi thì tôi thấy các bạn là thành lập ra một cái phòng vé bán mà lại không có giấy phép, rồi lại có các cộng tác viên, mà rồi lại đưa ra một cái combo ví dụ như đi Nha Trang chẳng hạn 2,6 triệu, kể cả vé máy bay và khách sạn ở 4-5 sao, thì tôi nghĩ là nó rất là vô lý. Tôi có một lời khuyên cho các khách hàng và tất cả các bạn, đặc biệt là các bạn trẻ, đối với bây giờ trong thời điểm này lựa chọn đi tour thì các bạn nên tìm hiểu kỹ cái hoạt động của công ty lữ hành mà các bạn lựa chọn. Và tôi mong là các bạn nên chọn những cái hãng lữ hành uy tín, lâu năm và họ có kinh nghiệm, thì họ sẽ tư vấn cho các bạn được đầy đủ hơn, chứ đừng có ham rẻ. Vẫn nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại, các cụ chúng ta vẫn nói là tiền nào của đấy, không có ngon bổ rẻ đâu, mà chỉ có ngon bổ và hợp lý thôi ạ. Sau thời gian trầm lắng vì dịch bệnh, nhà nước đang có nhiều chính sách giảm giá để kích cầu ngành du lịch, nhưng đây lại chính là thứ mà các hoạt động lừa đảo trên mạng xã hội lợi dụng để chiếm đoạt tiền của khách hàng. Vì vậy, cảnh giác trước những lời mời chào hấp dẫn về giá cũng như tìm hiểu kỹ về các công ty du lịch chính là cách bạn tự bảo vệ mình.